Chào các bạn, mình là Thần Gió Review. Hôm nay mình sẽ review phim Em Bé Đáng Yêu của Tổng Tài. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hãy nhìn xem cô gái trốn ra nước ngoài, lần đầu tiên đưa ba anh em sinh đôi về nước. Vừa xuống máy bay thì bọn họ đã lên kế hoạch tìm ba. Người anh có ích cao nhất đã điều tra ra thân phận của ba. Thế là ba anh em đi đến khách sạn. Khi bọn họ đang đau đầu phải tìm thế nào thì nhìn thấy ba từ ngoài đi vào. Bọn họ mau chóng trốn sau hòn đá. Người anh lập tức sắp xếp kế hoạch tác chiến, bảo em gái đáng yêu ra ôm Tổng Tài. Chú đẹp trai ơi, con lạc đường rồi, con sợ lắm. Tổng Tài lạnh lùng tuy không nhìn được, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô bé thì có cảm giác rất thân thiết. Tổng Tài không biết cô bé chính là con của mình. Thì ra 5 năm trước, Tổng Tài bị người chú truy đuổi lưu lạc đến con đường làm ăn xin. Anh bị một người đàn ông lạ mặt để ý, hắn ta cầm cục gạch đánh ngất anh, rồi đưa anh vào phòng của cô. Lúc đi ra còn đút cho cô ăn một viên kẹo, thuốc mau chóng phát tác. Anh đã hy sinh mình để cứu giúp cô gái. Khi khôi phục thân phận Tổng Tài, bởi vì anh không nhìn rõ gương mặt của cô, nên đã phân phó trợ lý đi tìm cô gái. Vừa phân phó xong thì Tổng Tài bị người ta đánh vào đầu, khiến cho anh mất đi thị lực. Mà lúc này cô gái bị người ba mắng chửi vì đã mang thai. Mặc kệ cô giải thích rằng mình bị hãm hại ra sao, nhưng ông ta vẫn không tin. Em gái tâm cơ thấy kế hoạch đã thành công thì thảo mai ra vẻ cầu xin cho chị gái, con đừng nói giúp cho con tiện nhân đó. Tôi đã bảo rồi, nó chỉ là đứa con hoang xuất thân nông thôn mà ông cứ phải đưa về. Bây giờ thì hay rồi, mặt mũi của Thẩm gia mất hết rồi. Con không có, con thật sự không có. Mày nghe đây, từ bây giờ trở đi Ân Ân mới là thiên kim duy nhất của Thẩm gia, mày mau cút đi. Cô gái đau lòng cùng cực nên đã lựa chọn tự sát. May mà được bà nội cứu kịp thời, bà đưa cô ra nước ngoài. Nháy mắt 5 năm trôi qua, cô gái đưa ba đứa bé đáng yêu về nước, chuẩn bị giành lại những thứ thuộc về mình. Thế là mới có cảnh ở video, bé gái nhớ đến kế hoạch của anh trai, liền khen Tổng Tài thật đẹp trai, xong lại còn giống hệt anh trai. Tổng Tài nghe thấy lời khen của cô bé thì cũng chẳng để tâm, anh ôm bé lên đưa đi tìm mẹ. Cô gái vội vàng đi tìm con, khi nhìn thấy con gái vừa định gọi thì có người đã bịt miệng cô lại. Các người muốn làm gì? Làm gì hả? Tất nhiên là làm mấy chuyện thích làm rồi. Đừng có qua đây, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Là hai người. Hai người lại muốn làm gì? Thẩm Thanh Ca, cô đính hôn với tôi mà cô lại mang thai của thằng khác. Cô tặng tôi cặp sừng dài như vậy. Được, như này đi, chẳng phải là Thẩm gia đã cho cô 20% cổ phần sao? Cô đưa nó cho tôi vô điều kiện thì chuyện này tôi có thể không truy cứu. Anh mơ đi, không cho hả? Được, vậy thì đám anh em này của tôi làm chuyện gì thì tôi cũng chẳng quản nổi đâu. Anh Vân Hy, cô ta ham mê đàn ông như thế, có lẽ mấy người anh em này không thỏa mãn được cô ta. Cô tưởng rằng tôi là cô à? Con đĩ, con già mồm. Chẳng phải cô rất thanh cao sao? Tôi chờ xem lát nữa cô còn thanh cao thế nào được với bọn họ. Tôi muốn cô bị hủy hoại, trở nên bẩn thỉu. Niệm Niệm, nghe lời nào, không được chạy lung tung, ngoan ngoãn đợi mẹ về. Vâng ạ, Lý Tấn. Đưa Niệm Niệm về phòng. Anh đừng qua đây, đừng có qua đây, đừng qua đây. Tôi muốn về thôn Đông Pha. Giọng nói này là của cô gái hôm đó. Dừng tay. Tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là một thằng mù. Này thằng mù, đây không phải là chỗ mày nên tới. Mau cút đi, đừng làm phá hỏng chuyện vui của tao. Một phút. Đây là cơ hội cho các người rời đi. Ôi mẹ ơi, mày đi ra đường đứng kể chuyện cười thì chắc cũng kiếm được vài đồng. Thằng mù, tao chỉ cần dùng một tay liền có thể đánh cho mày răng rơi đầy đất. Dưới đất có nhiều răng lắm, có cần tôi tìm giúp không? Không, không cần, để tôi tự tìm. Không sao chứ, tôi đưa cô về phòng đã, được không? Nhìn thế này thì anh ấy trông cũng đẹp trai đấy. Cảm ơn anh chuyện lúc nãy. Đừng phí lời nữa, cô nhọc lòng tiếp cận tôi. Nói đi, cô có ý đồ gì? Anh nói gì cơ? Đầu tiên là đứa trẻ lạc đường, sau đó là mấy tên lưu manh bắt nạt cô. Cô không cảm thấy là quá trùng hợp à? Tôi không hiểu. Ý anh là lúc nãy tôi tự biên tự diễn chỉ là để lấy được sự đồng tình của anh ư? Nữ nhân không từ thủ đoạn để tiếp cận tôi, giống như cô thì đây là lần đầu tôi gặp. Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Mạnh tiên sinh, tôi không có hứng thú với anh. Hơn nữa tôi ghét nhất loại người có tiền như các anh, lúc nào cũng cảm thấy thế giới luôn xoay quanh mình. Anh tưởng rằng ai cũng muốn được gả vào hào môn à? Tôi nói cho anh biết, tôi chả thèm. Xin lỗi Thẩm tiểu thư, trước khi chúng tôi tìm ra được ý đồ của cô thì cô không được rời đi. Tôi nói lại lần nữa, tôi không có bất cứ ý gì với anh ta. Ngược lại là anh đó, chỉ sợ có một ngày anh sẽ phải cầu xin tôi. Hy vọng đến lúc đó Mạnh tiên sinh đừng hối hận vì sự ngạo mạn ngày hôm nay. Doctor S về nước rồi, cô ấy nguyện ý đến chữa bệnh cho tôi rồi à? Cô ấy vẫn từ chối chữa cho anh. Sao cô ta khó hầu hạ thế chứ? Hôm qua rõ ràng nói chuyện rất thuận lợi, dáng vẻ như là sắp đồng ý, mà hôm nay lại, thôi bỏ đi. Nếu thần y đã từ chối thì chúng ta cứ đeo bám mãi cũng vô dụng. Nhưng mà mắt của anh. Mắt của tôi làm sao? Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng mà để đối phó với người muốn hại tôi thì dư sức. Ba người các con thành thật khai báo, con có làm trò gì sau lưng mẹ không? Tên họ Mạnh đó nói gì mà con cô lạc đường là có ý gì hả? Tại sao anh ta lại thù địch mẹ như thế? Không khai phải không? Vậy thì mẹ sẽ mộ mộ lại giả vờ. Tháng này con giả vờ đau bụng mấy lần rồi hả? Mẹ sẽ không bị lừa nữa đâu. Mẹ, con không giả vờ, gần đây đầu tư chứng khoán mệt quá, còn bị lỗ không ít. Con muốn nghỉ ngơi một lát.
nhưng lại sợ nguồn thu nhập của gia đình bị gián đoạn, nên vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Lỗ tiền rồi sao? Trước kia chưa từng bị mà. Mẹ, con chỉ là một đứa con nít, thua lỗ là chuyện bình thường mà. Không sao, con nghỉ ngơi đi, chúng ta còn giọng ca của Niệm Niệm nữa, đợi ra tác phẩm mới thì có thể kiếm tiền rồi. Mẹ con cũng đau bụng, con cũng muốn nghỉ ngơi. Mẹ, bây giờ mẹ là trụ cột kinh tế của nhà mình, sao lại không chịu nhận tiền chứ? Chữa cho người khác cũng là chữa, chữa cho chú Mạnh cũng là chữa. Chú ấy giàu như thế, hay là mẹ cứ kiếm của chú ấy để xả giận đi. Ra, có tin tốt, có người đã cung cấp manh mối cho chúng ta, tìm được thân phận thực sự của Dr. S là ai. Chính là Thẩm, tiểu thư Thẩm Thanh Ca. Chẳng trách cô ta ngạo mạn đến vậy, thì ra cô ta luôn biết mình đang xin cô ta chữa bệnh. Hay là tôi đi cầu xin Thẩm thần y nhé, cầu xin cũng vô dụng thôi. Chúng ta làm loạn đến mức vậy rồi, chắc chắn cô ấy sẽ không hồi tâm chuyển ý, nhưng trước kia đều là hiểu nhầm, chỉ cần nói rõ ra thì tôi tin cô ấy sẽ hiểu thôi. Ra, Thẩm thần y là hy vọng cuối cùng của anh. Giao cho tôi đi, tôi nhất định sẽ mời được cô ấy. Anh, sao rồi? Hết sức rồi, thông tin của mẹ anh đã gửi nặc danh cho chú Lý rồi, hy vọng bọn họ lần này để tâm hơn, đừng chọc giận mẹ nữa. Chúng ta cố hết sức giúp mẹ theo đuổi ba. Đây coi như là liếm cẩu rồi, liếm cẩu nghe chẳng hay gì. Chúng ta đáng yêu như thế, có lẽ phải gọi là cún con. Đúng thế. Thẩm thần y, xin cô suy xét việc giúp đỡ gia nhà tôi, anh ta lợi hại như thế, tôi cần gì phải giúp. Thẩm thần y, thực ra gia của chúng tôi rất đáng thương, anh ấy luôn bị gia tộc chèn ép, quá khứ của anh ấy. Ít nhất nhất cô hãy cho tôi một cơ hội, để tôi kể về quá khứ của anh ấy, sau đó cô suy nghĩ lại có được không? Nếu như ba chân thành như chú Lý thì tốt biết bao. Mami cũng không đến nỗi độc thân mấy năm, một mình phải chịu nhiều nỗi khổ đến vậy. Ba người các con, có phải lại nhớ thằng ba chết tiệt hả? Mẹ nói cho con biết, bây giờ cuộc sống của mẹ rất tốt, không cần cái tên đàn ông khốn nạn đó. Mẹ còn ước gì được ném hắn vào bồn cầu. Kỳ lạ, tại sao mình lại cảm thấy lạnh người? Ra, Thẩm thần y tới rồi. Kỳ lạ, vừa nãy vẫn còn ở trong phòng mà, trước khi mình ra ngoài thì vẫn còn trong nhà vệ sinh. Lẽ nào anh vừa từ trong nhà vệ sinh ra hả? Ra, như thế, im miệng. Cảm ơn Thẩm thần y. Cảm ơn quá sớm rồi, nằm xuống trước đi, để tôi xem mắt của anh. Được. Tôi sẽ trị liệu bằng phương pháp châm cứu, nếu anh đau thì phải nhịn. Thẩm thần y đúng là bác sĩ nhân từ. Cảm giác thế nào? Trong mắt, hơi nóng, ngứa nữa. Kỳ lạ là trên người có vài chỗ đau. Như vậy thì đúng rồi, mắt của anh vốn không có vấn đề gì, là do cơ thể anh thích hàn độc, ứ động khiến thần kinh thị giác nên mới không nhìn được, chỉ cần hàn độc được loại bỏ hết thì anh có thể nhìn thấy ánh sáng lại, quá tốt rồi. Thì ra không có liên quan gì đến cú đập đầu đó. Cảm ơn Thẩm thần y. Không cần cảm ơn, tôi thu phí mà. Thẩm thần y, đây là nơi ở mà gia sắp xếp cho cô. Đây là đế cảnh nhất phẩm ư? Đúng vậy, ba căn liền kề này đều là của gia nhà tôi, đế cảnh nhất phẩm, không phải là cứ có tiền là được ở, tên họ Mạnh này cũng lợi hại đó chứ. Nhà của cô ở cạnh nhà của gia tôi, bên cạnh ư? Như thế cho tiện việc chữa trị, nhưng mà mẹ con thích chỗ này lắm. Đúng đó mẹ. Vậy thì cảm ơn anh. Đói rồi hả? Mẹ đi nấu cơm nhé. Vâng. Chuyện gì thế? Có dán. Chú đẹp trai quá. Thẩm thần y, không sao rồi. Lúc nãy, cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi. Chú đẹp trai. Vừa hay, mẹ con cũng nấu cơm xong rồi. Mẹ, mẹ giữ chú lại ăn cơm đi. Dẫu sao thì chú cũng đã cứu mẹ. Được, đều nghe theo các con. Chú đẹp trai, chú có thể ở lại ăn cơm cùng không? Mẹ con nấu cơm ngon lắm. Được. Vậy, tôi sẽ không khách sáo nữa. Anh đúng là không khách sáo. Cô nói gì cơ? Cô không chào đón tôi à? Vậy, tôi đi nhé, chú. Chú ở lại ăn cơm được không? Ở lại đi chú. Cởi quần áo ra, Thẩm thần y. Cô định làm gì thế? Còn có thể làm gì chứ? Tất nhiên là phải tìm ra vị trí tích hàn độc trong cơ thể rồi. Mau cởi đồ ra đi, nằm xuống. Cái đó, tôi còn có việc. Tôi đi trước nhé, nhường phòng lại cho hai người. Tên nhãi. Mạnh tiên sinh, lẽ nào anh ngại à? Yên tâm. Trong mắt các bác sĩ, không phân biệt nam nữ giữa các bệnh nhân. Đây chính là tóc của ba, chúng ta mau đem đi giám định thôi. Có kết quả giám định rồi. Chú ấy không phải là ba chúng ta rồi, phải làm sao đây? Đợi đã, vẫn còn nội dung phía sau. Vật giám định là lông mèo, không phải là tóc người. Lông mèo ư? Nhưng mà ba không nuôi mèo mà. Đây là chuyện gì thế? Phải rồi, chúng ta có thể hỏi chú Lý. Chú Lý, chú Lý.
chú đẹp trai có thích mèo không? Chú ấy không thích mèo, nhưng mà chú rất thích, các cháu nhìn xem. Đây là mèo chú nuôi. Sao nào, có phải là rất đáng yêu không? Thì ra là chú Lý, đem lông mèo vào phòng ba. Hại cho chúng ta mừng hụt. Mạnh tiên sinh, anh bỏ kính râm ra, cảm nhận chút đi. Hình như có thể nhìn thấy. Cảnh vật hơi mờ mờ, quá tốt rồi, tất cả đều nhờ thẩm thần y, cảm ơn thì vẫn còn sớm. Nhưng mà tôi có thể đảm bảo, chỉ cần anh ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, thì thị lực của anh chắc chắn sẽ khôi phục. Thẩm thần y, cô học y ở bên nước ngoài. Thế cô lớn lên ở nước ngoài sao? Không phải, tôi mới ra nước ngoài được vài năm, lúc nhỏ. Tôi sống ở một thôn nhỏ phía bắc thành phố này. Thôn nhỏ? Thôn gì? Là một thôn ở vùng xa xôi. Tên là thôn Đông Pha, chắc chắn các anh chưa từng nghe qua. Tiếp theo đây tổng tài có biết được người phụ nữ anh luôn tìm kiếm chính là cô gái này không? Hãy đón xem các tập tiếp theo nhé. Đừng qua đây. Tôi muốn về thôn Đông Pha. Cô ấy ở thôn Tây Pha ư? Không phải người đó rồi. Chú đẹp trai, mẹ nói khi về nước sẽ đưa cháu về quê chơi. Chú đi với hai mẹ con cháu được không? Chú Mạnh rất bận. Các con không thể quấy rầy chú ấy được. Không sao, chú đồng ý, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau, bảo Lý Tấn lái xe. Được, lúc nào chúng ta cũng có thể xuất phát. Ra cười vui vẻ như vậy, mấy năm qua đây là lần đầu tiên như thế. Xem ra phải qua lại với mấy đứa nhóc này nhiều hơn. Chiều Chiều, Mộ Mộ, Niệm Niệm, được rồi, chúng ta phải về thôi. Mẹ phải khám bệnh cho chú Mạnh. Tên họ Mạnh này, con người chả ra sao, nhưng cái cơ thể này đúng là tuyệt. Cơ ngực này, chẳng trách có nhiều phụ nữ muốn leo lên anh ta. Thẩm thần y, nhìn đã mắt nhỉ, sao anh ta biết mình nhìn lén, ngại chết mất. Thẩm thần y, tôi bị mù. Chứ không biết. Tôi nghe được tiếng bước chân của cô đó. Thẩm thần y, chẳng phải là sắp bắt đầu điều trị sao? Cô đi đâu thế? Tôi chỉ đến để điều trị cho anh, nhưng mà thấy anh đứng ở trong, mò mẫm thay đồ, nên tôi mới đi vào, anh đừng có nghĩ linh tinh. À, vậy hả? Tất nhiên rồi, tôi không chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô, nói đúng ra thì thính lực của tôi mạnh hơn người bình thường. Vậy thì sao? Tôi nghe thấy tim cô hình như đang đập nhanh. Hình như đang nói là cô nói dối. Thẩm thần y, có phải là cô thấy tôi thay đồ nên có chút ngại hả? Ai nói thế? Tôi thật sự chỉ đến để khám cho anh. Anh đừng có mà tự sướng. Là tôi tự sướng hay là cô hả? Cái gì sướng trong vui sướng? Anh cười cái quái gì? Anh còn cười nữa, tôi sẽ đâm vào huyệt khóc của anh. Tay của thẩm thần y mềm mại y như tôi tưởng tượng. Thôi bỏ đi, hôm nay anh không cần châm cứu nữa, uống chút thuốc trước đã. Nhớ nấu một bát nước thành ba bát nước. Ây cho hỏi, thẩm thần y, một bát nước làm thế nào để nấu thành ba bát nước hả? Tôi nói nhầm, là ba bát nước nấu cô đọng còn một bát. Thẩm thanh ca à, thẩm thanh ca, sao mày lại bị sắc đẹp che mờ mắt chứ? Sắc đẹp chẳng để làm gì. Cô qua đây chút, có chuyện cần tìm cô. Có chuyện tìm tôi thì các người phải tự đến đây chứ. Tôi bận lắm, nếu có đến thì nhớ hẹn trước. Cái con thẩm thanh ca này càng ngày càng ngang ngược. Cái thứ từ quê lên, cũng không biết có phải là đang tiếp khách không nên mới không dám gặp người khác. Mẹ đừng nói chị thế, Mậu Ân đúng là lương thiện. Nếu như thanh ca được một nửa của con thì tốt, cũng không đến nỗi lạn thành như này. Đúng là ông trời không có mắt. Chúng ta nhất định phải tìm cách ngăn cản lão phu nhân chuyện nhượng 20% cổ phần cho thẩm thanh ca. Ba, con có một cách. Cách hay, cứ làm như thế đi. Bà nội, con biết rồi, con tới ngay đây, bà đừng vội. Bà nội đột nhiên cao hứng, bảo là đi ăn liên hoan, lẽ nào lại là trò của người thẩm gia. Tôi phải xem các người có chiêu gì mới. Thẩm Mộc Trạch, đây chẳng phải là thẩm thanh ca sao? Tôi nghe ba mẹ nói chuyện của cô rồi, còn tưởng rằng cô là kẻ không sợ trời không sợ đất. Không ngờ cô có chút bản lĩnh này thôi à. Anh muốn làm gì? Biết sợ thì cô yên phận chút. Nếu không, lần sau tôi sẽ không phanh xe lại đâu. Tên nhóc thối tha, cháu làm gì đó. Tên nhóc thối tha, cháu làm gì đó. Thẩm Mộc Trạch, cháu định làm gì hả? Bà nội, bà cũng thấy rồi đó, là cô ta đi đường không nhìn, liên quan gì tới cháu. May mà cháu chuyên nghiệp, kịp thời phanh xe lại, nếu không đã đụng chết cô ta rồi. Rõ ràng là anh cố ý, lúc nãy còn uy hiếp tôi. Đừng, cô đừng có nói vớ vẩn, cô đang ngậm máu phun người à? Thẩm Mộc Trạch, cháu im miệng, cháu giống hệt người mẹ ngu xuẩn của cháu, có mắt như mù. Thanh ca là em gái ruột của cháu, mà cháu lại giúp người ngoài để bắt nạt con bé. Bà nội, cháu lớn lên cùng với Mộc Ân, con bé thông minh lanh lợi lại còn dịu dàng, đó mới là em gái ruột của cháu, không giống như ai đó. Cho dù có quan hệ huyết thống thì vẫn là một con đĩ không giáo dưỡng. Bà nội, chuyện này bà không cần phải lo. Thằng khốn nạn. Bà nội, bà chú ý sức khỏe. Thẩm Mộc Trạch,
cháu lên trên bảo với thằng cha con mẹ khốn nạn của cháu, sau này đừng lấy cháu làm cớ để lừa bà ra đây, bà chẳng thèm gặp cháu. Thanh ca, chúng ta đi. Vâng bà nội. Nhà này. Mẹ không sao chứ? Mẹ không sao, các con ngoan, lấy cho mẹ rượu xoa bóp. Vâng. Đây ạ. Mẹ, lẽ nào mẹ muốn tự bôi à? Nếu không thì sao? Yên tâm, mẹ là thần y đó. Mẹ, bác sĩ không thể tự chữa bệnh. Hơn nữa, rượu xoa bóp phải dùng lực mới có hiệu quả. Bây giờ mẹ bị thương rồi, chúng ta nên đi tìm chú đẹp trai thôi. Đi, đi tìm chú đẹp trai. Mau lên, ba người các con, quay lại đây. Thẩm thần y, cô, bị thương rồi à? Tôi bất cẩn nên bị thương, để tôi xem. Như này không hay lắm. Thẩm thần y, cô đừng coi thường da. Da thường xuyên tập võ nâng cao sức khỏe, khó tránh khỏi đụng chạm, nên đã tự học thủ pháp xoa bóp, vận động tổn thương, hồi phục mấy này là nghề của anh ấy. Có thể nói là da của tôi bây giờ là cấp tông sư rồi, lợi hại như vậy sao? Lý Tấn, càng ngày càng giỏi bốc phét. Thẩm thần y, tôi bắt đầu đây. Thiếu nhi không được nhìn. Nhưng mà, Thẩm tiểu thư, vết thương này thật sự là vô tình sao? Tôi cảm thấy không giống, bị anh ta phát hiện rồi. Tôi bị hại. Có người muốn hãm hại mẹ, anh ta tên là Thẩm Mộc Trạch, là một tên khốn. Thẩm thần y còn quen người thừa kế tập đoàn Thẩm thị à? Hai người đều họ Thẩm, lẽ nào là các người đều mang họ Thẩm? Chắc không phải là, tôi không quen biết ai là người thừa kế của tập đoàn Thẩm thị cả. Mạnh tiên sinh, hôm nay cảm ơn anh, tôi không còn chuyện gì nữa, có thể quay về được rồi. Thẩm thần y, da của chúng tôi tốt bụng xoa chân giúp cô, sao cô lại? Thẩm thần y, cô cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi không làm phiền nữa. Lý Tấn, đi điều tra một chút về quan hệ của Thẩm thần y và Thẩm gia. Gia, đã điều tra ra rồi, Thẩm thần y hóa ra mới là thiên kim thật sự của Thẩm gia. Năm ấy cô ấy đã bị ôm nhầm, nên lớn lên từ nhỏ tại nông thôn, vài năm trước mới được Thẩm gia đón về. Chính vào 5 năm trước cái đêm mà tôi tìm được anh, cô ấy bị người nhà bắt đem tới khách sạn, sau đó xảy ra quan hệ. Lúc đó Thẩm gia đã định ước với Triệu gia. Triệu gia cực kỳ phẫn nộ, Thẩm gia coi như mất hết mặt mũi, nên mới đuổi Thẩm thần y ra khỏi nhà. Chính bà Thẩm là người đã đuổi cô ấy ra nước ngoài. Tôi đã kiểm tra ghi chép của bệnh viện, trước khi ra nước ngoài, cô ấy đã mang thai rồi. Lẽ nào đêm hôm đó, người đã ở cùng tôi là cô ấy? Lẽ nào đêm hôm đó, người đã ở cùng tôi là cô ấy? Nhưng chuyện này không đúng, hơn nữa cô ấy sống ở thôn Đông Pha. Có tin đồn rằng, trước khi được đón về Thâm gia, lối sống của cô ấy cũng khiến mọi người thấy khó chịu. Không chỉ yêu thích sự phù phiếm, mà còn sẵn sàng bán thân mình để lấy tiền chi trả cho lối sống đó. Người đã ở cùng anh đêm đó, rõ ràng vẫn còn trong trắng mà. Tôi không tin, dù cho người phụ nữ đêm đó không phải là cô ấy, thì cô ấy cũng không phải là con người phù phiếm như vậy. Có thể khẳng định được là Thẩm thần y đã sống cuộc sống không hạnh phúc ở thôn Đông Pha. Cặp vợ chồng Trịnh thị đã nhận nuôi cô ấy, vốn đã rất trọng nam khinh nữ, sau khi biết cô ấy không phải do mình sinh ra, đã chạy tới Thẩm gia đòi tiền. Cha không thương, mẹ không yêu, Thẩm thần y thật ra cũng rất đáng thương, những lời này tuyệt đối đừng để Thẩm thần y nghe được. Cậu đi điều tra sâu hơn về cuộc sống ở nông thôn cậu Thẩm thần y đi, nhớ là phải điều tra thật kỹ lưỡng. Vâng ạ. Nào, mẹ uống cốc trà đi. Không uống. Ai biết được người phụ nữ ác độc như cô có cho thuốc gì vào trong đó không chứ? Mẹ à, sao mẹ lại nói như thế chứ? Bên ngoài đang quá nóng, con chỉ là muốn mẹ uống chút trà cho dịu phổi thôi mà. Bà nội, trà này là mộc khê, mang từ nước ngoài về đấy. Bà uống thử một hớp đi, được không? Bà à, chuyện lần trước là cháu không đúng. Bà đừng giận nữa, nào, trà tốt như thế này, giữ lại cho cả nhà các người uống đi. Ây, liệu có phải là mẹ đã phát hiện ra sơ hở gì rồi không? Trà đã dâng đến miệng mà vẫn không uống. Chắc không đâu mẹ, chỗ thuốc an thần đó không mùi không vị mà. Ai? Vốn định khiến cho mẹ ngủ rồi âm thầm ký hợp đồng chuyển nhượng, chắc do chúng ta đã làm quá lộ liễu rồi. Sự đã đến nước này, cứ yên lặng đợi coi sao đã. Nếu bà cứ khăng khăng muốn đưa hợp đồng cho cái con nông thôn đó, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh ngăn lại thôi. Đúng vậy, cứ tính thế đi. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là chuyện hôn sự của Mộc Ân và Triệu gia. Mộc Ân, hôn lễ của em và Vân Hy đã chuẩn bị đến đâu rồi? Mộc Ân, em sao vậy hả? Bố, mẹ, anh trai, sau khi Thẩm gia biết con không phải là con gái ruột của Thẩm gia, thì căn bản đã không còn coi trọng con nữa rồi. Kể từ lần Thẩm Thanh ca náo loạn khi ấy, thì anh Vân Hy đã lạnh nhạt với con hơn nhiều rồi. Đừng nói là hôn lễ, mà đến cả chuyện hôn sự, bọn họ cũng ấp a ấp úng không đáp, con không biết phải làm gì đây nữa. Mộc Ân, con đừng hấp tấp, bố đồng ý với con, nhất định sẽ đem những thứ thuộc về con trả lại hết cho con, để con được nở mày nở mặt mà gả đi. Đúng vậy Mộc Ân, cả nhà đều sẽ hỗ trợ cho em mà. Mẹ,
Anh trai, thật sự rất cảm ơn mọi người. Đứa trẻ ngốc này, chúng ta là người một nhà mà, cảm ơn cái gì chứ? Triệu Vân Hy gần đây đã có thái độ lạnh nhạt với mình nhất định phải nhanh hơn một bước, gả vào Triệu gia. Thẩm Thanh ca, cô đừng hòng đánh bại được tôi. Thẩm Thần Y, cô có thể nhanh hơn chút được không? Da của chúng tôi cũng rất dễ xấu hổ, trong mắt của bác sĩ, bệnh nhân chính là bệnh nhân, dù là cơ ngực hay cơ bụng, cũng không có gì khác biệt cả, có gì đáng để xấu hổ đâu cơ chứ? Thẩm Thần Y, vậy cô có thể nào, đừng vẽ vòng tròn trên cơ bụng của tôi nữa được không? Cảm giác ngứa ngáy lắm. Anh nói bừa gì thế? Tôi là đang nghiêm túc khám chữa. Hàn khí tích tụ trong người anh, đáng đời anh, ai bảo anh trêu chọc bác sĩ làm gì? Tôi đi chuẩn bị thuốc tắm. Thuốc tắm chuẩn bị xong rồi, anh đi ngâm mình đi. Thẩm Thần Y, hay là cô ở lại một lát đi. Tại sao? Đây là lần đầu tiên ra nhà chúng tôi dùng thuốc tắm. Tôi thì lại chẳng có kinh nghiệm gì cả, có cô ở đây, tôi mới an tâm hơn chút. Anh nói cũng có lý, vậy lần này tôi sẽ ở bên cạnh hướng dẫn, anh học cho tốt vào đấy. Sau này giúp ra nhà anh tắm thuốc. Được. À mà, tôi còn có chuyện cần làm, tôi đi giải quyết một lát. Thẩm Thần Y, cô cứ bắt đầu trước đi, tôi sẽ quay lại ngay. Thẩm Thần Y, nước này hơi nóng, có thể giảm nhiệt độ xuống chút được không? Đúng là hơi nóng thật. Anh đợi một lát. Đây là cái gì? Thẩm Thần Y có phải là bác sĩ không thế? Cấu trúc cơ thể người, chắc cô phải biết rất rõ chứ. Cho nên đó là... Cái đó là... Xin chào, chúng tôi gọi từ bệnh viện nhân dân số 1. Xin hỏi cô có phải là Thẩm Thanh ca không? Là tôi, có chuyện gì sao? Thẩm lão thái thái nhập viện rồi, phiền cô mau chóng qua đây. Sao bà của tôi lại nằm viện? Bà Thẩm bị ngã, phiền cô qua đây một chuyến. Thẩm Thần Y, Lý Tấn, Mạnh tiên sinh có tiện cho tôi mượn xe chút được không? Bà của tôi đột nhiên nhập viện rồi, tôi phải qua đó lập tức. Cái gì? Lý Tấn, mau lấy xe đi, chúng tôi đích thân đưa Thẩm Thần Y qua đó. Bà ơi, cháu không cố ý đâu. Bố, mẹ, con thật sự không hề cố ý đâu. Đứa trẻ ngoan đừng khóc nữa, mẹ biết là con không cố tình làm vậy mà. Mẹ biết đứa trẻ thiện lương như con sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Đúng vậy, ân ân, người già có lúc đứng không vững rồi ngã cũng là chuyện thường tình mà. Này, nếu bà thật sự xảy ra chuyện thì cổ phần không phải là được giải quyết rồi sao? Sao con có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Đây là bà nội của con đấy. Bà ơi, có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành, sao tự nhiên bà lại ngã trong nhà được chứ? Mẹ, mẹ tính chuyển đi đâu vậy? Tôi chuyển đến ở với cháu gái ruột của tôi. Bà đừng đi. Mẹ bà, liên quan gì đến mày? Mày còn đến đây làm gì? Có phải là các người đẩy ngã bà của tôi không? Nếu bà mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến các người phải hối hận. Cái đồ quê mùa nhà mày, nói điên nói khùng gì thế hả? Đây chỉ là chuyện vô tình xảy ra thôi, là bà tự mình té ngã. Đừng tưởng là tất cả mọi người đều độc ác nhẫn tâm giống như cô. Thẩm Thanh ca, người ngoài như cô khóc lóc cái gì? Diễn xuất của cô tốt như vậy, hay là đi lấy cái chiếc ảnh hậu về đây đi, làm được không? Các người đừng cãi nhau nữa, bà vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Có phải là do cô làm không? Có phải là các người cùng đẩy ngã bà tôi không? Nếu như bà xảy ra chuyện gì thì các người có thể hưởng thừa kế như ý nguyện, lấy được 20% cổ phần công ty, có đúng vậy không? Mày vẫn còn nhắc đến 20% cổ phần đó à? Lần này mày tới đây có phải là để đòi 20% cổ phần đó đúng không? Mày đúng là cái đồ đạo đức giả, bỏ tôi ra. Mẹ, chị à, các người đừng đánh nhau nữa. Em biết là chị đang tức giận, bây giờ chị đẩy ngã em rồi, chị đã bớt giận hơn chưa? Thẩm Thanh ca, cô đúng là người phụ nữ tranh chua đánh đá, cô dám động vào người phụ nữ của tôi sao? Bà ơi, mẹ nhìn đi, đây mới chính là bộ mặt thật của Thẩm Thanh ca. Cô ta nhân lúc mẹ đang hôn mê bất tỉnh chạy đến đây đánh người, còn ngang nhiên đẩy ngã Mộc Ân xuống đất. Tôi không có đẩy Thẩm Mộc Ân, im mồm. Chả nhẽ Ân Ân tự nhiên lại ngã được sao? Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy cô đẩy Mộc Ân. Các người im lặng hết đi. Cụ ơi, cuối cùng cụ cũng tỉnh lại rồi, ở lại chăm cụ chúng mày đi nhé. Cụ ơi, cụ mau khỏe lại nhé, bọn con có rất nhiều chỗ muốn dẫn cụ tới đó chơi. Được, các cháu yêu của cụ, đợi cụ khỏe lại rồi, mấy đứa muốn đi đâu, cụ sẽ đi cùng mấy đứa tới đó hết. Còn mấy người, đừng ở đây phí lời thêm nữa, tôi hiểu tính cách của Thanh ca, nhất định là các người vu oan giá họa cho nó. Mẹ đúng là già rồi nên hồ đồ, sao mẹ lại tin người ngoài hơn con cháu trong nhà thế? Ai là người nhà, ai là người ngoài? Bà già tôi tự mình biết rõ. Mẹ đã hoàn toàn bị cái con Thẩm Thanh ca này lừa rồi, cổ phần của Thẩm gia chúng ta nhất định không được rơi vào tay người ngoài như cô ta. Mẹ đừng nói đến đạo làm con gì nữa hết, hôm nay mẹ bắt buộc phải ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần. Đúng là cái đồ hỗn xược. Mày, bà đừng nổi nóng, bà không thể tức giận được. Thẩm tiểu thư, có cần chúng tôi giúp gì không?
Thẩm tiểu thư, có cần chúng tôi giúp gì không? Mạnh Tuấn Miên, nhân vật to lớn như này, sao lại xuất hiện ở đây được? Trời ơi, đây không phải Mạnh tổng, người chỉ cần đưa tay là có thể xoay chuyển cả Hoa Quốc đây sao? Thẩm gia chúng ta, nếu có thể bám vào anh ta thì còn gì tuyệt vời hơn. Thẩm gia và Triệu gia cộng lại cũng không so được với một cánh tay của Mạnh Tuấn Miên. Anh ta có quan hệ với Thẩm gia sao? Có phải là mình đã đánh giá thấp vị thế của gia đình này rồi không? Chồng à, Mạnh tổng là đến tìm Thẩm tiểu thư đấy, ông xem có phải là... Ân, Mạnh tổng là đến tìm con đúng không? Con không quen biết anh ta, có khi nào anh ấy đã từng thấy con ở đâu đó nên đặc biệt đến đây tìm con? Nhất định là như vậy rồi. Ân, con dù gì cũng là mỹ nữ có tiếng ở trong giới thượng lưu mà, mau qua nói chuyện với Mạnh tổng đi. Nếu mình có thể dựa vào Mạnh Tuấn Miên thì không cần phải định nọt cái tên Triệu Vân Hy bất tài kia nữa. Mạnh tổng, xin chào, tôi là Thẩm, thật xin lỗi vị tiểu thư này, phiền cô cách xa gia chúng tôi một chút. Chúng tôi tới đây không phải để tìm cô, gia của chúng tôi là tìm Thẩm tiểu thư, là người kia, là cô ta. Thẩm tiểu thư, chú đẹp trai, là bọn họ bắt nạt mẹ của con, còn bắt nạt cả cụ của con nữa, họ bắt cụ phải chuyển cổ phần sang cho họ, thú vị thật đấy. Bây giờ là năm 2023 rồi, vậy mà tôi vẫn còn được tận mắt chứng kiến trò bức cung ngày xưa sao? Mấy phim cũng đấu, chắc cũng xem nhiều rồi nhỉ. Mạnh tổng, là hiểu nhầm thôi, đây đều là hiểu nhầm cả thôi. Gia đình chúng tôi trước nay cực kỳ hòa thuận, sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Đúng vậy, đều là hiểu nhầm cả thôi. Hiểu nhầm, Thanh ca, mau giúp mọi người giải thích chút đi. Hiểu nhầm đúng không? Được thôi, vậy thì tôi muốn đưa bà đi, chắc các người sẽ không can ngăn đâu nhỉ. Bà ơi, giờ cháu sẽ đi làm thủ tục xuất viện, mấy đứa ở đây bảo vệ cho bà nhé. Vâng ạ. Thẩm tiểu thư, tôi ra ngoài đợi cô. Tôi là Triệu Vân Hy, là người của tập đoàn Triệu Thị. Vị tiên sinh này, người muốn làm quen với gia nhà chúng tôi, nhiều không đếm xuể. Phiền anh tới Nam Cực lấy số chờ đợi đi, không biết tự lượng sức. Mạnh Tuấn Miên, tôi sẽ trà đạp anh dưới chân mình. Bác trai, bác gái, mọi người cũng không cần để tâm làm gì. Thẩm Thanh ca yêu thích sự phù phiếm, năm ấy vì để kiếm được tiền, đã bán cả thân thể mình. Nếu có thể bám vào Mạnh tổng, cũng không lấy gì làm lạ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Triệu công tử, ý của cậu là Mạnh Tuấn Miên là khách của cô ta? Ai mà biết được, đúng là cái thứ khiến người ta mất mặt. Ân, cuối cùng em cũng tìm đến anh. Cửu ca, anh có thể giúp em điều tra một chút về chuyện Thẩm Thanh ca làm sao có thể quen biết với Mạnh Tuấn Nhiên được không? Được, anh nhất định sẽ điều tra ra. Nhưng mà Ân, chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi, sắp tới chúng ta gặp nhau một chút được không? Anh rất nhớ em. Cửu ca, em cũng nhớ anh, nhưng mà bây giờ em thật sự không có cách nào để gặp anh hết. Cứ mỗi khi em được rảnh rỗi là Thẩm Thanh ca lại gây chuyện, nên là nếu anh muốn gặp em sớm hơn chút, vậy thì hãy mau mau giúp em điều tra chân tướng đi, xem cô ta có quan hệ gì với Mạnh Tuấn Nhiên, được không? Được, anh sẽ dốc toàn lực giúp em. Cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga. Ân quay lại rồi sao? Sao các người lại tới đây? Không phải tôi đã nói rồi sao? Không có chuyện gì thì đừng tới. Ân, con sắp phải gả đi, đương nhiên là chúng ta muốn gặp bà thông gia rồi, đợi bọn họ có thời gian rồi nói. Mẹ, mọi người tỉnh táo lại đi, đến cả cửa nhà cô ta cũng không muốn cho chúng ta vào, cô ta chê chúng ta nghèo, việc gì phải tới đây bôi cho chát chấu vào mặt mình chứ. Nói bừa, Ân không phải loại người như vậy, đúng không con? Sao các người không cởi giày mà đã vào rồi, bẩn chết đi được. Ân à, con đừng lo lắng về chuyện của hồi môn, ngày trước chúng ta đã tới tìm Thẩm gia lấy được một món tiền, chúng ta vẫn còn giữ lại đây, nếu con vẫn thấy thiếu vẫn còn có thể đi tìm Thẩm Thanh ca đòi thêm được. Không phải cô ta đã về nước rồi sao? Đòi cô ta một món tiền cộng cả lại là cũng được vài trăm nghìn rồi, tới lúc đó con có thể nở mày nở mặt mà gả đi. Có vài trăm nghìn mà cũng nói được à? Bà xem tôi là cái gì chứ, gái quê hả? Tôi đã nói rõ rồi, chuyện của tôi không cần các người quan tâm, mà cũng không đến lượt các người quản. Ân, con đừng tức giận, nếu mà vẫn không đủ mẹ và bố con sẽ nghĩ cách tiếp. Hóa ra là chị đã về nước rồi, mình phải đi tìm chị. Bữa cơm hôm nay là để cảm ơn Mạnh tiên sinh đã giải vây cho tôi ở trong bệnh viện, vậy là hôm nay tôi được hưởng phúc của gia rồi. Lý Tấn, ban nãy cậu bảo là không đói cơ mà, nhưng mà gia à, tôi đang đói lắm đấy. Cơm mà Thẩm Thần Y làm chỉ một người đàn ông có thể ăn mà thôi, cậu đoán xem người đó sẽ là ai? Thẩm Thần Y à? Tôi không đói lắm, mọi người cứ ăn đi. Lý Tấn, anh không ăn thật sao? Ban nãy tôi thấy anh lén lút mở tủ lạnh ra mà, đó là do tôi nóng quá thôi, nóng quá nên ăn mấy viên đá. Đừng quan tâm đến cậu ta, chúng ta mau ăn thôi, lũ trẻ cũng đói rồi. Vâng rồi. Có cậu chăm sóc mấy mẹ con nó thì tôi cũng yên tâm rồi. Lão Thái Thái, bà cứ yên tâm, trước khi Thẩm Thần Y trị khỏi mắt cho tôi nhất định sẽ chăm sóc cho họ chu đáo. Xin chào, phiền bà khai tên. Cái gì mà khai tên? Tôi đến để tìm con gái tôi, nếu bà không muốn làm phiền bà gọi người thân ra đây tiếp đón, không thì không được tiến vào. Cậu có ý gì?
Cậu cảm thấy tôi là người không đứng đắn sao? Mở to mắt ra mà nhìn cái tên này, cái vòng tay này của tôi đáng giá hơn 30.000. Chào bà, dù cho cái vòng của bà đáng giá bao nhiêu, nếu không có giấy phép thì cũng không thể tiến vào. Cái chân chó này của cậu chẳng có tí lịch sự nào hết. Tôi sẽ gọi điện cho giám đốc của cậu để đuổi việc hết các người đi. Thẩm Thanh Ca, cái con quê mùa kia, mau kêu bảo an tránh ra để cho tao vào trong. Tiểu Thành, chị. Tiểu Thành, sao em lại ở đây? Chị, em nghe nói là chị đã về rồi, nên lập tức qua đây tìm chị, em rất nhớ chị. Tiểu Thành, em lớn hơn nhiều rồi, em đã tốt nghiệp rồi đúng không? Thẩm Thanh Ca, mày đúng là đồ vô lương tâm, mẹ mày, vẫn còn phải đứng dưới nắng gắt đây này. Bà là ai thế? Người phụ nữ này tôi chưa từng gặp qua, tuyệt đối đừng để bà ta tiến vào. Thẩm Thanh Ca con nhỏ này, mày điên rồi đúng không? Mong bà tự trọng, mày sẽ phải gặp báo ứng. Cái chân chó của cậu, có biết tôi là ai không hả? Cậu còn dám kéo tôi, nếu như bà còn đứng ở đây la lối gây chuyện thì tôi buộc phải báo cảnh sát. Cậu muốn báo cảnh sát, báo đi, báo thử tôi xem nào. Thẩm Thanh Ca, mày cứ đợi đó. Chị sống ở đây cũng sang trọng quá. Không phải chỗ của chị, bạn chị vừa cho chị mượn đó. Nào, uống nước. Tiểu Thành, em đang giấu cái gì đấy? Không, không có gì. Làm sao, không coi chị là chị gái của em nữa à? Tiểu Thành, em đây là đang làm gì thế? Chị, em là sợ chị sẽ bị bắt nạt, cho nên mới mang tiền cho chị. Nhưng em vừa tốt nghiệp, lấy đâu ra nhiều tiền thế? Chị, bây giờ em ở làng đang bắt đầu kinh doanh, hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, khuyến khích người dân livestream bán nông sản. Em cũng đã có một số thành tựu rồi, từ bây giờ em sẽ bảo vệ chị. Tiểu Thành, quay trở lại đi, cố gắng nhé. Chị sẽ quay lại thăm em sau. Hứa rồi đó, chị phải quay lại gặp em. Ra, anh đã mua tất cả bánh mì trong thành phố rồi, chúng ta có thể quay lại chưa? Niệm Niệm nói Thẩm Thần Y ở trong nước, cứ nghĩ về khi còn nhỏ, ăn một miếng bánh mì đã bảo là rất ngon, chỉ là đã quên chỗ mua tên là gì rồi. Vì vậy anh mua hết bánh mì trong toàn bộ thành phố về, để cô ấy thử từng cái một. Không, là anh thử từng cái một, chọn ra 10 món ngon nhất, sau đó lại mua cho Thẩm Thần Y. Hả, này này, phải mất bao lâu mới ăn được hết chứ? 2 ngày, không thể ăn xong sẽ khấu trừ tiền thưởng cuối năm của anh. Ấy, không, anh thích Thẩm Thần Y, cũng đừng giày vò tôi chứ, tôi còn phải khổ cực tìm người phụ nữ từng ngủ cùng anh nữa. Tôi xin lỗi ra, tôi chỉ là tùy tiện nói thôi, anh đừng để trong lòng, có manh mối gì không? Công, thật kỳ lạ, một người sống sờ sờ sao có thể bốc hơi được chứ? Nhưng ra hãy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy. Ôm người đàn ông ở phía trước kia là đúng Thẩm Thần Y. Thật trùng hợp, đúng là trùng hợp thật, vừa nhìn thấy cô ôm một người đàn ông say đắm. Là bạn trai của cô sao? Tôi không có bạn trai, tôi chỉ có 2 người chồng thôi. Không chỉ có vậy, ngoại trừ người chồng lớn nhất của tôi, người chồng nhỏ và người tình nhỏ, chú chó sói nhỏ, con chó hoang nhỏ, con chó nhỏ, vừa rồi đó là em trai tôi, Mạnh Tuấn Niên. Anh nhạt nhẽo quá, trực tiếp hỏi người ta chuyện riêng tư, có quá vô duyên không? Vâng, là tôi vô duyên. Coi như lời xin lỗi, tôi mời cô đi ăn tối, như này còn được. Thẩm Thần Y, sao vậy? Anh vừa ăn khá nhiều đồ ngọt phải không? Đừng phủ nhận tôi đã ngửi thấy rồi, mùi vị rất ngọt béo. Quả thực đã mua một ít, anh đúng là không quan tâm đến cơ thể của mình chút nào. Hàn độc của anh tích tụ, không được ăn thực phẩm nhiều đường và nhiều chất béo. Tôi là con người, không phải thần, không có cách nào để cứu một bệnh nhân có hành vi làm loạn. Anh tìm người khác cao minh hơn đi. Thẩm Thần Y, cô hiểu lầm rồi, da của chúng tôi không bao giờ ăn đồ ngọt, anh ấy chỉ muốn giúp. Nào, Lý Tấn. Sai rồi, tôi thừa nhận, tất cả mọi chuyện sau này tôi sẽ nghe sự sắp xếp của cô. Anh nghiêm túc chứ? Đời này, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Ai muốn ở bên anh mãi mãi chứ? Cũng xin hỏi Thẩm Y Thẩm, giúp tôi liệt kê tất cả các loại thực phẩm bị cấm. Tôi nhờ Lý Tấn giúp tôi kiểm soát chế độ ăn uống của mình. Gửi cho anh rồi. Nhìn anh kia, nể tình anh chân thành thừa nhận lỗi lầm của mình, tôi miễn cưỡng đồng ý, tiếp tục điều trị cho anh, nhưng đây là lần cuối, không có lần sau. Không có lần sau. Tôi vừa làm lọ thuốc nhỏ mắt này, chiết xuất được nhiều dược liệu. Anh vào mỗi buổi sáng và buổi tối nhỏ một lần, anh nghe rõ chưa? Tôi không thể tự nhỏ thuốc, vậy hãy để Lý Tấn giúp anh. Ấy, đừng mà Thẩm Thần Y, tôi là một người thô kệch, tôi sợ thuốc nhỏ mắt mà cô đã dày công chiết ra bị lãng phí, cái đó hay là cô tự làm đi, thật phiền phức. Được rồi, anh ngẩng đầu lên, tôi giúp anh. Họ Mạnh kia giống như một khối băng cứng queo, không ngờ môi lại mềm đến vậy, như đường kiêu kiêu vậy. Không biết hôn rồi.
Phi phi phi, Thẩm Thanh ca, mày đang nghĩ gì đó? Mày là bác sĩ, tỉnh táo lại. Lý Tấn, anh đang làm gì vậy? Không phải Mạnh Tuấn Niên đã nói không ăn đồ ngọt sao? Tại sao anh còn mua nhiều bánh mì như vậy? Chỗ này là Cầm Đi Vứt. Thẩm Thần Y, đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống của gia. Gia, tôi vừa mới cầm bánh mì thì đụng phải Thẩm Thần Y. Tôi không thể giải thích được nên chỉ có thể vứt nó đi. May mà tôi phản ứng nhanh, anh chỉ lo bánh mì thôi à? Tôi bảo anh ra ngoài mua cơm. Tôi xin lỗi, tôi sợ Thẩm Thần Y đến nỗi quên mất. Giờ tôi sẽ đi mua, tôi không thể đợi lâu hơn được nữa. Đói quá rồi, trong vòng 5 phút, nếu không ăn được 4 món một canh, anh không cần phải đến nữa. 5 phút, tôi có thể tìm đâu ra 4 món một canh cho anh chứ? Tôi không phải Thẩm Thần Y. Anh nói gì? Ra tôi hiểu rồi. Lý Tấn, có chuyện gì với anh vậy? Thẩm Thần Y, tôi ổn, tôi quá đói nên lượng đường trong máu thấp. Bình thường đến giờ này, cô đều nấu cơm rồi đúng không? Thực sự đã làm rồi, hay là cùng nhau ăn đi? Ra, Thẩm Thần Y đã nấu ăn xong rồi, gọi chúng ta đi ăn cùng. Cái gì? Tôi vừa nói chỉ có anh thôi. Được ạ, được ạ. Chú đẹp trai cùng ăn cơm đi ạ. Được, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Thanh ca à, chuyện chuyển nhượng cổ phần, hôm nay ta đã tìm một luật sư, làm ổn thỏa rồi. Bà à, cổ phần của bà con không thể lấy được. Tại sao? Bà à, con nhận lòng tốt của bà, nhưng con không thiếu tiền, con càng không muốn tiền của Thẩm gia, con không muốn ba đứa trẻ này bị những người nhàm chán đó chỉ trích. Thanh ca à, con này cũng quá hiểu chuyện rồi, con cũng cậy mạnh quá, nếu làm vậy con sẽ thiệt thòi đó, con biết. Nhưng bà nội à, miễn là các con sống thoải mái, cho dù là thiệt thòi cũng đáng mà. Đứa trẻ này tôi đã hóng được rồi, mẹ đã liên hệ với luật sư, đã đưa cổ phần cho Thẩm Thanh ca. Mẹ thực sự già đến hồ đồ rồi. Mẹ, bố, hãy là con đi đón bà về nhé. Con tưởng đế ảnh nhất hào là ở đâu chứ? Nếu có thể đi vào thì mẹ con sớm đã vào rồi. Mẹ, bố, hai người yên tâm, cho dù Thẩm gia phá sản, con cũng sẽ nuôi hai người tới già. Con ngoan, mẹ yêu thương con đúng là không vô ích. Đợi tôi lấy được hết cổ phần của Thẩm gia, tôi sẽ đá mấy người đi. Anh Vân Hy, anh đừng có phụ lòng tốt của em đó. Anh Vân Hy, uống trà. Có chuyện gì vậy Ân Ân? Đừng buồn nữa, nói anh nghe coi, người phụ nữ này lại phát điên gì vậy? Chạy đến chỗ tôi diễn kịch gì đây? Anh Vân Hy, gần đây em đã bị con Thẩm Thanh ca kia bắt nạt rất thảm. Bây giờ em chỉ có thể dựa vào anh thôi. Không sao đâu Ân Ân, sau này anh sẽ bảo vệ em. Sao lại cảm thấy đột nhiên nóng như vậy? Anh Vân Hy, Thẩm Thanh ca, đợi tôi lợi dụng Triệu Vân Hy hạ Thẩm gia, khiến Thẩm gia chỉ còn một cái vỏ trống rỗng, tôi xem bà già chết tiệt đó có thể giúp cô thế nào. Nói đi nói lại, Thanh ca cũng phải tìm một nửa còn lại rồi. Những năm vừa qua quá khó khăn rồi. Đúng vậy, đã đến lúc mẹ phải tìm bố rồi. Một mình mẹ quá vất vả rồi, nhất định phải tìm một người có sự nghiệp, đẹp trai cao to, cao 185, sống tại đế ảnh nhất hào, hơn nữa còn là người mà mẹ chúng ta rất thân quen. Đúng vậy, tốt nhất là yêu thể thao, rất giỏi đánh nhau, đeo kính râm và cầm gậy. Người như thế là đẹp trai nhất. Ai da, điều kiện của các con cảm giác như đang nói về Mạnh tổng vậy. Chú đẹp trai, chú vẫn còn độc thân chứ ạ? Đúng không, đúng không? Độc thân đã nhiều năm chưa từng gần gũi với phụ nữ, giữ mình trong sạch, không có thói quen xấu, vẫn độc thân. Nhưng Mạnh tổng này, tôi nghe nói cậu có hôn thê. Vị hôn thê? Chú đẹp trai, bây giờ chú còn trẻ như vậy, lại đẹp trai nữa, có vị hôn thê sớm như vậy, không phải là quá thiệt thòi sao? Đợi thêm chút, đợi đến khi có người phù hợp xuất hiện cũng không muộn. Đứa trẻ nhỏ con, sao lại biết nhiều như vậy? Từng yêu ai chưa? Dù con nhỏ nhưng con biết rất nhiều, thậm chí chơi chứng khoán còn kiếm được 1 tỷ cơ. Chuyện này vẫn chưa được quyết định, chỉ là bố mẹ con là người làm kinh doanh, chỉ là hôn nhân thương nghiệp thôi. Với địa vị như Mạnh tổng, muốn tự do yêu đương sợ là sẽ không dễ dàng. Bố mẹ là bố mẹ, con là con sẽ không nghe bất cứ ai sắp xếp đâu. Đời này hoặc là không kết hôn, hoặc sẽ chỉ cưới người con yêu nhất. Được, chú đẹp trai đúng là đàn ông đích thực, đàn ông phải thế này chứ. Chú đẹp trai thật tuyệt vời, đừng để bố mẹ chèn ép, chú phải làm chính mình đó. Được, ông bố tốt thế này, tại sao mẹ lại không biết trân trọng chứ? Việc này vẫn phải dựa vào chúng ta rồi.
anh đã trao vợ sắp cưới của bố rồi. Xuất thân của cô ấy không hề tầm thường, còn kéo dài thêm nữa thì sợ bố sẽ lầm đường lạc lối, bị vị hôn thê đó đắt đi mất. Bố mẹ không thèm nhìn nhau lấy một cái. Nhiều lần như vậy, đã đến lúc Anchaman và quái vật nhỏ phải lòng nhau rồi. Tại sao họ lại không làm gì chứ? Em nghĩ, đó là tại cái bóng đèn là chú Lý. Chúng ta phải tìm cách đưa chú ấy đi. Ý tưởng hay, chúng ta hãy tạo ra một khung cảnh chỉ có bố và mẹ. Hay là để họ xem phim ở rạp chiếu phim tại nhà đi. Ánh đèn lấp ló, không gian kín. Được, bây giờ chúng ta hãy chia nhau đi tìm bố mẹ đi. Ra, chuyện của thẩm thần y tôi đã tra ra rồi, liên quan đến chuyện của cô ấy, chính là người đàn ông hoàng giao theo đuổi cô ấy không thành công trước đây gây ra. Hoàn toàn không phải là thật, tôi đã cử người đến phỏng vấn tất cả các trường học từ nhỏ đến lớn của cô ấy rồi. Cô ấy học hành rất chăm chỉ, có thời gian rảnh là đi làm thêm hoặc làm gia sư để phụ thêm thu nhập cho gia đình. Hầu như giáo viên nào cũng hết lời khen ngợi cô ấy. Thẩm thần y luôn là hạng nhất, thật đúng là một cô gái tốt, quả như tôi dự đoán. Thông tin khác thì sao? Ra, tôi đã xác nhận nhiều lần rồi, đúng là thẩm thần y không sống ở thôn Đông Pha, vợ chồng họ Trịnh đã nhận nuôi cô ấy, ba thế hệ đã bén rễ ở làng Đông Pha, chưa bao giờ chuyển đi. Ra, xem ra đêm đó với người phụ nữ cùng anh, quả thực không phải thẩm thần y. Đi xem. Ra, đó là ba đứa trẻ. Để chúng đi xuống đi. Chú đẹp trai cùng đi xem phim nhé. Có một bộ phim chúng con đặc biệt muốn xem, nhưng mẹ con không dám, còn không cho chúng con xem. Nói là thể loại phim này, chỉ có người lớn đi cùng mới được xem. Vì vậy chúng con chỉ có thể cầu xin người thôi. Chú đẹp trai, chú đi xem với chúng con đi. Được không ạ? Con xin người đó. Được rồi ta sẽ đi với các con. Đi thôi. Dạ. Chú Lý, chúng con có chuyện cần nhờ chú giúp đỡ. Sao vậy? Đi theo con đi. Tại sao đột ngột bỏ đi rồi? Phim này khá hấp dẫn, tôi còn muốn thử nữa. Thẩm thần y, cô là nói cô muốn thử cái này á? À không, tôi đi vệ sinh. Tại sao cửa lại bị khóa? Có lẽ là ba đứa nhóc đã khóa nó. Đừng lo, Lý Tấn sẽ sớm trở lại, mở cửa cho chúng ta thôi. Lên. Ai da, chú gà quá đi, sâu lâu cũng không đánh lại được. Ta không tin, chơi lại. Mạnh Tuấn Niên, đôi môi của anh thật mềm mại. Hôn tôi. Liệu có giống như đường kiêu kiêu không? Muốn biết à, vậy thì, đến thử đi. Ra. May mà tôi đã tìm thấy chìa khóa, nếu không anh và thẩm thần y sẽ bị nhốt ở đây cả đêm mất. Làm tốt lắm, chuyện nhỏ thôi. Vậy thì tiền thưởng 3 năm tiếp theo của anh không còn nữa. Cũng là chuyện nhỏ ha, tại sao chứ ra? Anh Niên. Muộn thế này rồi mà đến đây, có chuyện gì sao, anh Niên? Người ta chỉ là đã lâu rồi không gặp anh thôi, nhớ anh tới mức không thể ngủ được, nên em mới chạy tới đây. Liệu có hơi quá đột ngột không? Rất đột ngột, đừng làm vậy nữa. Anh Niên, người ta là vợ sắp cưới của anh đó, đến gặp anh, không phải là tất nhiên sao? Cô là vị hôn thê do Mạnh gia lựa chọn, tôi không đồng ý, tôi coi Lý Tấn như anh em, nếu cô muốn, thì gả cho anh ấy là được rồi. Ra, tôi đây, anh Niên, sao anh có thể như vậy? Đúng rồi anh Niên, em vừa rồi, thấy anh đi ra từ nhà bên cạnh, ở đó, không phải luôn bị bỏ trống sao? Tại sao bây giờ lại có người sống ở đó? Rảnh quá nên quản cả tôi à? Này, người ta hỏi tí thôi mà. Vậy em đi trước nhé. Anh nghỉ ngơi sớm nhé. Không hay rồi, con hồ ly tinh tìm đến rồi. Không được, anh phải ra chiêu lớn rồi. Chiêu lớn gì? Mật thất thoát hiểm. Anh đã hách vào mạch điện ở đây. Hệ thống thủy lực và hệ thống khóa cửa. Nhốt bố và mẹ ở cùng nhau. Họ cô nam quả nữ. Ánh sáng mập mờ, không ăn không uống. Chắc chắn sẽ có nảy sinh ra cái gì đó. Anh cả, vẫn là anh giỏi nhất. Anh cả, nhanh lên, em nóng lòng muốn xem mẹ và bố ở bên nhau. Làm thì làm, được quá. Lại có người dám tấn công hệ thống của biệt thự. Thú vị đó, để ta chơi với ngươi. Ra, chuyện gì vậy? Có người đang tấn công hệ thống, tôi đang phản công. Tên này thật thú vị. Ai da, thất bại rồi. Anh cả, anh thất bại rồi á? Trời ơi, không có mấy ai trên thế giới có thể đánh bại anh. Không những thua, thậm chí còn bị lộ rồi. May mà địa chỉ IP không bị bắt lấy, nếu không sẽ tiêu đời mất. Bố lợi hại quá. Vậy mà có thể dựa vào chữ nổi,
chơi máy tính đến trình độ này, đợi cho đến khi mắt bố lành lại, thì không ai trên thế giới có thể ngăn cản ông ấy nữa rồi. Dám cược dám thua. Ra, xong việc rồi. Dù gì ra cũng là hacker quy nổi tiếng thế giới, mấy tên bại tướng dưới tay anh, nếu biết anh dùng chữ nổi, hiệu suất đánh máy thấp hơn chúng nhiều, chắc sẽ tức hộc máu. Hacker lần này không đơn giản, là Z, chính là hacker Z, xâm nhập hệ thống chính phủ Mỹ Lệ Quốc, gửi icon bãi xít. Z nổi danh như cồn, lại tấn công hệ thống nhà ở nhỏ nhoi. Đúng là thú vị đấy, chắc chắn bên trong có vấn đề. Đến đây. Ấy, sư phụ, ra ngoài, cô đừng trốn tôi nữa, tôi tìm cô không dễ dàng gì. Sư phụ, cô không muốn nhận đơn cũng không sao, nhưng cũng không thể đóng cửa mãi được chứ. Cậu phiền phức quá, tôi muốn được yên tĩnh. Sư phụ, tôi có việc gấp thật, nếu không tôi cũng không làm phiền cô. Cái gì? Gần đây, chúng tôi nhận được liên hệ giấu tên, nói hy vọng cô khám cho một người bị chấn thương tủy, có khả năng bại liệt nửa thân dưới. Loại bệnh này không phải một năm có rất nhiều à? Người này liên quan đến cô, tôi sợ gửi tin nhắn cho cô không nhận được. Đành đích thân đến nói, ai thế? Anh trai cô Thẩm Mộc Trạch. Sư phụ, một câu của cô, cứu hay không cứu? Cứu. Sư phụ, cô nghĩ thông thì tốt, Thẩm gia cũng rất hào phóng, ra giá, đơn này, tôi không lấy một đồng. Cô nói thật ư? Nói thật, nhưng tôi có một điều kiện đặc biệt. Alo, xin chào. Dr. S gọi điện thoại. Cô nói đi. Cái gì, đợi đã cô đừng vội, đợi đã. Tôi đồng ý. Sao thế, đối phương tăng giá. Không lấy một đồng. Nhưng mà họ muốn. Đi thôi. Mẹ ơi, con nghe nói cắm trại rất vui. Mẹ đưa bọn con đi được không? Giờ mẹ phải chữa bệnh cho chú Mạnh, không được chạy lung tung. Đợi chữa khỏi rồi, mẹ sẽ đưa các con đi được không? Vâng. Chú đẹp trai, chú đi cùng bọn cháu được không? Như vậy mẹ có thể ở bên cạnh chú cũng có thể chơi với bọn cháu. Không thể suốt ngày làm phiền người ta được. Không sao, cùng đi thì cùng đi mà. Lý Tấn, chuẩn bị đi. Đi thôi. Này, mẹ còn chưa đồng ý mà, Thẩm thần y sợ tôi như vậy ư? Thậm chí không dám cắm trại cùng tôi, ai bảo thế? Đi thì đi. Nghe nói dòng sông này có thủy quái. Lý Tấn, đừng dọa trẻ con, đều là mê tín dị đoan. Mẹ ơi, mẹ sợ rồi. Mẹ xấu hổ. Sợ gì chứ, mẹ là bác sĩ, có gì chưa từng thấy chứ. Mẹ không thích mê tín dị đoan. Thẩm thần y, không phải cô sợ thật đấy chứ? Ai bảo thế? Tôi nói cho anh biết, cho dù đứng ngay cạnh tôi, ngồi trên chân tôi cũng không thèm chớp mắt. Á. Mẹ ơi, mẹ sợ kìa, ha ha. Lêu. Được lắm, ba người, dọa mẹ phải đánh đít con. Chú đẹp trai cứu bọn cháu. Được lắm mấy đứa, cùng nhau bắt nạt mẹ quyết định không đưa các con đến thôn Đông Pha chơi nữa. Mẹ ơi, đừng mà. Thôn Đông Pha, không phải cô sống ở thôn Tây Pha à? Đúng là hồi nhỏ tôi lớn lên ở thôn Tây Pha. Nhưng lúc đó thường xuyên bị ba mẹ đánh, tôi đành bỏ chạy. Một lần nhất thời, chạy đến thôn Đông Pha, người dân ở đó thậm chí còn bảo vệ tôi. Cũng vì thế mà tôi quen rất nhiều bạn bè, chúng tôi thường xuyên chơi đùa, cho nên trong lòng tôi, thôn Đông Pha mới là quê của tôi. Là cô ấy, người cùng mình đêm hôm đó. Quả nhiên là cô ấy. Ra, nếu đã xác định người đó là Thẩm thần y, sao không lập tức nhận cô ấy? Chuyện xảy ra đêm hôm đó đối với cô ấy là một vết thương. Tôi sợ cô ấy nghĩ rằng tôi không muốn nhận cô ấy chơi đùa cô ấy. Tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp nói với cô ấy sau. Vâng, ra. Hai người sao thế? Không có gì. Thẩm thần y, mời cô bắt đầu chữa bệnh cho ra. Hôm nay tôi phải tranh thủ thời gian, lát nữa còn có bệnh nhân cần khám. Hôm nay tạm thời thế đã, tôi đi trước đây. Ấy, sao thế? Tôi sợ cô bôn ba mệt mỏi, quá vất vả. Tôi, nếu cô mệt sẽ không có sức chữa mắt cho tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc chữa trị của anh. Ra, anh nói như vậy vì muốn theo đuổi Thẩm thần y à? Ngậm miệng. Dr. S, tôi còn có thể đứng lên được không? Được, tôi giao tính mạng của mình cho cô đấy. Bắt đầu phẫu thuật.
Bác sĩ Thẩm, ca phẫu thuật của anh đã hoàn thành thuận lợi. Cảm ơn cô Dr. S. Vết sẹo ấy sao giống hệt vết bỏng nước sôi của Thẩm Thanh Ca trước đây vậy? Hơn nữa, giọng nói của cô ấy, lẽ nào cô là... Bác sĩ Thẩm, có vẻ anh không còn nguy hiểm nữa. Tôi đi trước đây. Đợi đã, Dr. S, vì cứu tôi, cô thực hiện phẫu thuật cao độ, lại không lấy đồng nào. Chỉ hy vọng quyên góp 20% cổ phần của Thẩm gia tôi cho công trình. Cô không hổ danh là thiên sứ áo trắng, lương thiện đại lượng. Dr. S, nếu từng có người nhà, vô liêm sỉ hại cô, cô có thể thử rộng lượng cho họ một cơ hội không? Tha thứ cho họ. Em gái là anh mù mắt, em vốn có thể khiến anh chết trên bàn mổ, nhưng em không làm như vậy. Còn anh luôn bảo vệ một người chỉ làm tổn thương em. Xin lỗi em, xin lỗi em. Mạnh tổng, số mình may quá gặp được anh ấy. Nghe nói anh ấy không có mắt để ý tới Thẩm Thanh Ca. Hứ, lần này mình phải để anh ấy cảm nhận mê lực của mình. Sao anh lại ở đây? Thẩm thần y cảm ơn cô. Trước đây không phải nói mời cô ăn cơm đền tội à? Cô quên rồi ư? Ừ, có người mời cơm, sao tôi có thể quên được chứ? Thẩm Thanh Ca, cô đừng trách tôi, lần này là tự cô vác thân đến cửa. Đã có kết quả giám định cha con mới. Em không dám xem. Có gì không dám xem chứ, chúng ta cùng đối diện. Wow, hóa ra chú đẹp trai quả nhiên là cha của bọn mình. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Mạnh công tử ghê gớm thật đấy. Buổi gặp mặt phụ huynh hai bên quan trọng như vậy cũng không thèm đến, thậm chí không nói một câu. Ông thông ra hiểu lầm rồi, chắc An Niên bận rộn lỡ thời gian trên đường. Nó nhất định sẽ đến. Đúng thế cha mẹ, anh Niên nhất định sẽ đến. Chủ tịch, tôi vừa nhận được ảnh này, mời ông xem. S, ông Mạnh, bà Mạnh, Dương gia chúng tôi tuy không bằng Mạnh gia, nhưng cũng sẽ không nhẫn nhịn để trèo cao khiến con gái mình chịu ấm ức. Nếu Mạnh công tử đã có người khác thì chúng tôi không làm phiền nữa. Chúng ta đi. Ông thông gia bình tĩnh đã. Đúng thế, chúng tôi không hề nghe nói A Niên có người yêu, chắc chắn là hiểu lầm. Chủ tịch, tôi biết cô gái này, cô ta là ai? Nói đi. Thiên kim Thẩm gia được đón từ nông thôn lên đây. Thẩm Thanh Ca, chỉ có điều danh tiếng cô ta hình như không được hay ho lắm. Nghe nói, tôi không nên nhiều lời, mau nói đi. Nghe nói trước đây cô ta bán thân vì tiền. Cái gì? Ông thông gia, A Niên chúng tôi không có sở thích bất lương gì hết, nhất định là bị lừa gạt. Ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nói rõ ràng với mọi người. Thẩm Thanh Ca, Thẩm Thanh Ca, người phụ nữ vô liêm sỉ, dám lừa gạt A Niên, tôi cảnh cáo cô, đừng hòng trèo cao. Người A Niên chúng tôi sẽ cưới là thiên kim ngoan ngoãn, mau cút đi cho tôi. Không phải, bác hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Lại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi. Không phải cô muốn tiền à? Tôi có. Đủ chưa? Số tiền này, cô ngủ bao nhiêu tối cũng không kiếm nổi. Xảo Nhi, chúng ta đi. Ai dô, chị gái, không ngờ chị lại đáng thương như vậy, bị chính thất và mẹ bên trên nhà trai đánh đuổi. Ban ngày ban mặt bao nhiêu người, nếu em là chị, chắc không muốn sống nữa. Ha ha ha, Thẩm Mộc Ân, là cô gây ra. Là tôi thì đã sao? Còn có lần sau, không chỉ đơn giản là một cái tát đâu. Coi như cô may mắn, lần sau tôi sẽ không tha cho cô. Xong rồi à, đúng vậy, cô mau đến đây, chúng ta cùng chứng kiến khoảnh khắc này. Được, anh đợi tôi. Ha ha ha, Thẩm gia sắp xong đời rồi. Thẩm Thanh Ca, cô cũng xong đời rồi. Thẩm Thần Y, Thẩm Thần Y, cô sao thế? Cút đi. Thẩm Thần Y, cô sao thế? Anh Mạnh, anh đã có vợ chưa cưới rồi, mong anh hãy giữ khoảng cách với tôi. Tôi không hy vọng bị hiểu lầm là người phụ nữ lang loàn. Cái gì? Sao mặt cô lại bị sưng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ tôi chữa khỏi mắt cho anh, lại để anh nhìn thấy trò cười của tôi. Muốn biết, hãy hỏi mẹ tốt của anh ấy. Anh cút ra ngoài cho tôi. Thẩm Thanh Ca, chúng ta quen biết lâu như vậy, thành ý của tôi đối với cô, lẽ nào cô không hiểu ư? Tôi không biết, anh buông tôi ra.
Thẩm Thần Y, có gì từ từ nói. Mẹ ơi, đừng đánh chú đẹp trai. Không cần nói nữa, giờ tôi sẽ dọn dẹp hành lý rời đi, rời xa Mạnh tổng các người. Tam Bảo, chúng ta đi, cái này, mẹ ơi, chúng con không muốn đi. Thanh Ca, cô cho tôi một đêm nữa, tôi sẽ bù đắp cho cô, nói rõ ràng với cô. Ra, làm thế nào bây giờ, anh không đuổi theo à? Bảo người của bộ công quan đến đây. Nhưng 12 giờ rồi, chắc ngủ hết rồi. Ngày mai, tôi muốn top 10 tin nóng, đâu là Mạnh Tuấn Nhiên tôi, muốn lấy Thẩm Thanh Ca làm vợ. Khốn khiếp. Sao nó dám, cha nó ơi, ông đừng tức giận, An Niên nhất định là bị lừa, con không bị lừa. Cha, mẹ, con yêu Thanh Ca, đời này, con chỉ muốn ở bên cạnh Thanh Ca. Mong ba mẹ đừng ngăn cản, bởi vì, sự ngăn cản của hai người, cuối cùng chỉ khiến cha mẹ khó xử. Thanh Ca, đồng ý lấy anh nhé, anh yêu em, là em mang lại ánh sáng cho anh, hãy để anh trả cho em suốt đời này. Em đồng ý. Nghịch tử, tao phải họp hội đồng, đuổi mày đi, để mày trở thành kẻ lang thang. Cha, lang thang thì lang thang, chỉ cần có thể ở bên cạnh Thanh Ca, con không sợ gì hết. Chứ đừng nói đến một vị trí mà con hoàn toàn không thích. Bác trai, bác gái, cháu không phải loại con gái mà mọi người nghĩ. Cháu và An Niên sẽ hỗ trợ lẫn nhau, mong hai bác có thể cho cháu cơ hội này. Hơn nữa, cháu tin các bác cũng không muốn thù hằn với cháu ruột mình, không phải ư? Chúng ta phá sản rồi. Cậu nói cái gì? Chúng ta bị hãm hại, tất cả tài sản đều bị tập đoàn Triệu Thị nuốt chọn. Cái gì? Không ngờ chứ gì. Các người muốn hợp tác với Triệu gia, kết quả bị cướp sạch mọi thứ. Là cô Ân Ân, chúng tôi đối xử với tôi tốt như vậy, sao cô có thể hợp tác với người ngoài đối phó với chúng tôi? Muốn trách thì trách các người có mắt không tròng, bỏ mặc con gái ruột bênh vực một người ngoài như tôi. Các người cho tôi 2% cổ phần làm sính lễ, còn tiện nhân Thẩm Thanh Ca lại có đến 20% cổ phần, coi tôi là ăn mày chắc. Nhưng mà bây giờ trên dưới nhà họ Thẩm đều là của tôi rồi. Cô, cha, cha thế nào rồi ạ? Cô đến xem trò cười của chúng tôi đúng không? Giờ chúng tôi đã phá sản rồi, cha cô cũng vào phòng phẫu thuật. Cô đến chế giễu chúng tôi đúng không? Mẹ đừng nói nữa, bệnh của con là Thanh Ca chữa khỏi. Cái gì? Mẹ, trước đây chúng ta đối xử như vậy với Thanh Ca, người ta còn lấy đức báo oán, đây mới là điều Thẩm gia nên trân trọng, là con gái mà Thẩm gia nên bảo vệ. Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi. Thẩm Mộc Ân mới là kẻ lừa đảo lòng lang dạ sói. Em gái, cha nhờ cả vào em. Em mau vào trong đi. Trời ơi, Dr. S, hôm nay ông Thẩm được cứu rồi, mau mời vào. Cô ấy là Dr. S. Trước đây mình lại đối xử với con bé như vậy, mình không xứng làm mẹ. Phẫu thuật thế nào rồi? Phẫu thuật rất thành công, đợi cha tỉnh lại là được. Con gái, là mẹ có mắt như mù, mẹ xin lỗi con. Không sao, tôi không tha thứ cho các người, tôi chỉ làm điều một bác sĩ nên làm thôi. Sau này nên làm gì, tôi hy vọng các người có thể nghĩ rõ ràng, đừng chia nghèo yêu giàu nữa, nếu không sẽ có Thẩm Mộc Ân thứ hai thứ ba. Bảo bối tốt của mẹ, các con hãy trưởng thành khỏe mạnh. Tương lai của mẹ nhờ cả vào các con đấy. Hồ ly tinh, cút đi cho tôi. Làm lạn gì hả? Cô ra ngoài trước đi. Triệu Vân Hy, anh dám đối xử với tôi như vậy, tôi giúp anh nuốt chọn Thẩm gia, con mang thai con của anh lại đối xử với tôi như thế. Cô ngốc à? Tự cô nói, tôi đã nuốt chọn Thẩm gia, tôi còn cần cô làm gì? Anh nói gì cơ? Cô điếc hả? Tôi nói rồi, đừng làm mất nhã hứng của tôi, còn dám làm phiền tôi giết chết cô. Cút. Đau quá. Ông ngoại tỉnh rồi. Ông ngoại, ông tỉnh rồi. Các cháu là con của Thanh Ca. Cô Thẩm, tôi gửi ảnh cho cô xem rồi chứ? Anh là ai? Anh là người hại tôi năm đó, anh định làm gì? Cô Thẩm, muốn lấy lại ảnh, muốn biết cha con cô là ai? Đến bãi đỗ xe bệnh viện, nếu không, ảnh của cô sẽ lên tin nóng ngày mai, hot search đầu tiên, xếp cùng hàng với tin nóng. Mạnh Tuấn Nhiên muốn cưới cô, đừng, anh. Anh là ai? Tôi đến rồi. Anh ra đi. Đây là hai người. Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Ân Ân, em thả anh đi, anh vẫn yêu em. Chỉ cần em thả đi, anh sẽ cưới em ngay lập tức. Đồ khốn nạn, rác rưởi, anh vẫn nghĩ rằng tôi vẫn sẽ bị anh lừa sao? Anh Cửu, có thể ra tay rồi,
khiến cả hai người họ đi xuống đất làm một đôi đi. Ân Ân, anh làm mọi thứ vì em. Em nên biết anh yêu em nhường nào. Lấy anh được không? Anh đang làm gì thế? Ân Ân, anh biết chiếc nhẫn này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng anh hứa sau này anh sẽ nỗ lực kiếm tiền. Anh sẽ cho em một chiếc nhẫn đẹp và to hơn, được không? Không ngờ Thẩm Mục Ân tôi sẽ có một ngày sẽ nhận được một thứ đồ mất mặt như này. Đây cũng xứng được gọi là nhẫn à? Ân Ân, em đang nói gì vậy? Điền Cửu, anh có phải là con cóc đòi ăn thịt thiên nga không? Dựa vào mức lương vài nghìn của anh, sao có thể kiếm đủ tiền mua nhẫn cho tôi? Thứ rác rưởi vô giá trị này chó cũng không cần. Hôm nay tôi sẽ tự mình ra tay đưa hai người đến Hoàng Tuyền. Đưa hai người đến Hoàng Tuyền. Ân Ân, em có biết anh yêu em nhiều đến nhường nào không? Anh vì em đến giết người cũng dám. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao? Em chắc chắn là bị những người giàu có đó dạy hư rồi, đúng không? Vị tiên sinh này, tôi không quen biết anh. Anh có thể để tôi đi trước được không? Tôi có chồng và ba đứa con. Tôi muốn quay lại với họ. Cô có chồng, cô có ba đứa con. Còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn cùng với Ân Ân có ba người con. Tôi tha cho cô thì ai tha cho tôi? Anh bình tĩnh chút. Vì Thẩm Mục Ân, không đáng. Cô xạo ke. Ân Ân ở trong trái tim tôi là một tiên nữ. Chắc hẳn là do các người, bị các người dạy hư. Ân Ân, đừng lo. Người em muốn giết, anh sẽ không để ai sống. Giúp em giết tất cả, như này, chúng ta có thể cao chạy xa bay. Bên nhau mãi mãi rồi. Anh bình tĩnh chút, bây giờ tôi rất bình tĩnh. Tôi muốn đưa người mà Ân Ân muốn giết xuống địa ngục. Thanh ca. Mạnh Tuấn Nhiên tỉnh dậy đi, anh sao rồi? Thanh ca, em không sao là tốt. Mạnh Tuấn Nhiên, Mạnh Tuấn Nhiên. A Niên. Thanh ca, anh chưa chết à? Anh quên rồi, em là Dr. S đại danh đỉnh đỉnh đó. Sao có thể để anh chết được? Em và ba đứa trẻ này không cho phép. Bố ơi, bố phải nhanh chóng khỏe lại đó. Thẩm Mục Ân và Điền Cửu thì sao? Họ đã bị bom nổ chết rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Không, vẫn chưa kết thúc. Em có nhớ khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nói gì không? Nói gì cơ? Em nói, nếu anh cưới vợ, chắc chắn sẽ cưới được một người xấu xí. Vậy cái kết này, anh có hài lòng không? Rất hài lòng. Aiya, chị ơi, em xin lỗi. Đứa trẻ nghịch ngợm này từ đâu ra vậy? Vô học thế. Quần áo của tôi đều bị bẩn rồi. Dì ơi, xin lỗi, chúng con không cố ý. Con sẽ giúp dì làm sạch, tránh ra, đừng dùng bằng bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào tao. Có chuyện gì vậy Dương tiểu thư? Trung tâm mua sắm của các người sao vậy? Mấy người này ăn mặc kiểu gì thế này? Vừa nhìn là biết không có cha mẹ, không có giáo dưỡng, cũng xứng đi vào à? Con không nhanh chóng đuổi chúng đi. Vâng vâng, bà à, con thực sự không thích đi xem mắt, lần này con sẽ đi gặp cô ấy. Bố ơi. Bố ơi, chúng con nhớ bố lắm. Ra trước giờ mắc bệnh sạch sẽ, anh ấy cũng không thích trẻ con, phải mau giải quyết thôi. Bạn nhỏ à, sao có thể gặp một người không quen biết liền gọi là bố thế? Chú đưa cháu đến đồn cảnh sát tìm người nhà có được không? Không muốn, không muốn. Bố, chúng con bị lạc rồi, bố có thể đưa chúng con đi tìm mẹ được không? Bố ơi, đưa chúng con đi đi. Mấy đứa lại còn dám chạy đến đây quấy rối khách hàng khác, xem ta có đánh chết mấy đứa không. Dừng tay. Đây là cách anh đối xử với khách của mình à? Ngay cả trẻ em cũng đánh. Cút. Xin lỗi Mạnh tổng, tôi là đối tượng xem mắt của anh hôm nay. Dương Kiều Nhi, ba đứa trẻ này là người thân của anh à? Dễ thương quá. Mạnh tổng, tôi nghe nói quán cà phê ở tầng trên rất ngon, hay là chúng ta đi đến đó đi. Bố, đừng mà. Bố, đừng đi xem mắt. Con có mẹ, con không muốn gì này. Bố không muốn mẹ nữa sao? Những đứa trẻ này đang nói nhảm gì vậy? Sao có thể gọi bố bừa bãi vậy được? Tình cờ mình cũng không muốn đi xem mắt, mượn đứa trẻ này khiến cô ta biết khó mà lui vậy. Vừa hay có lời giải thích cho người nhà. Tôi thực sự là bố của chúng. Có vấn đề gì sao? Anh, không phải anh chưa kết hôn sao? Họ là những đứa con riêng của tôi. Ra đây là điên rồi à? Tất cả những năm này, ngoại trừ đêm đó, anh ấy chưa bao giờ chạm vào người phụ nữ khác, cũng không thích trẻ con. Hôm nay vậy mà lại, nhưng nhìn kỹ lại thì họ trông rất giống nhau. Vậy cũng không sao. Miễn là có thể trở thành phu nhân của tập đoàn Mạnh Thị, mình có thể chấp nhận bất cứ điều gì. Em thích trẻ con nhất.
đúng không? Phụ nữ xấu xa, dì tránh ra. Bố, cô ấy vừa đẩy Niệm Niệm ngã, còn nói rằng chúng con không cha, không mẹ, không có giáo dưỡng. Bố ơi, chúng con có mẹ, con không muốn người dì xấu tính này. Đứa trẻ ở độ tuổi này là thiếu giáo dục nhất, toàn nói dối. Con tôi dường như không thích cô Dương lắm, xem ra chúng ta không cần phải xem mắt nữa. Mạnh. Được rồi các bạn nhỏ, chú vừa rồi cũng không còn cách nào, lợi dụng các con một chút. Các con rời đi lâu như vậy rồi, người nhà chắc đang lo lắng lắm. Đi liên hệ với cửa hàng, đưa chúng đi tìm đi. Bố, bố muốn vứt bỏ chúng con sao? Bố không muốn chúng con nữa sao? Bố ơi, đây là một cha nam à? Đứa trẻ dễ thương như vậy, anh ta vậy mà không cần. Quá đáng quá, người giàu đều như vậy à? Người phụ nữ này thật là xui xẻo, nhưng ta thực sự không phải là bố của con. Được rồi, đừng khóc, dù chú không phải là bố của con, nhưng chú rất thích con. Như này đi, các con muốn gì, chú sẽ mua hết cho các con, đừng khóc nữa được không? Vậy bố có yêu mẹ con không? Ta, bố thực sự không muốn chúng con nữa rồi, ấy, đừng, ta yêu, được chưa? Thật sao? Thật mà, mẹ các con, là tim của ta, gan của tôi, mấy đứa bảo bối các con. Vòng cổ của con là lấy ở đâu vậy? Cái này do mẹ con tự tay làm, chúng con đều có, đưa đến gặp mẹ của con mau. Chúng đi đâu mất rồi? Lo chết mất. Tìm thấy rồi. Ôi vãi, tại sao lại ở cùng với sếp của mình? Mình vừa xin phòng nhân sự nghỉ phép, nói rằng hôm nay chân mình bị gãy. Mẹ con ở đó. Mẹ ơi. Ôi vãi, mẹ ơi, chúng con đã tìm thấy người cha thất lạc đã lâu rồi. Các con nhận nhầm người rồi. Mẹ ơi, chúng con tìm đúng rồi. Ông ấy vừa nói đó mẹ là tim, là gan của ông ấy. Cục cưng, đi với mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại che mặt thế? Là cô.